Xin kính chào các bậc phụ huynh. Hàng ngày các con ở nhà làm gì để không nhàm chán? Sau đây là gợi ý một số trò chơi vận động chơi cùng con ở nhà, giúp các con tránh xa tivi và điện thoại. Ở trò chơi này, bố mẹ dùng bìa giấy cắt tông gập lại để làm các chướng ngại vật và chơi cùng con. Bố mẹ có thể để một phần quà ở đích để tạo sự hào hứng cho các con khi chơi. Hãy để con tự sáng tạo ra trò chơi với các bìa giấy cắt tông này nhé. Ở trò chơi này, bố mẹ dùng những quả bóng nhỏ và một cái hộp hoặc một cái rổ để con chơi. Trò chơi này các con có thể chơi cùng với anh chị em trong gia đình. Ở trò chơi này, bố mẹ dùng những cuộn giấy vệ sinh hoặc những quả bóng nhựa để cho các con chơi. Vừa rồi là gợi ý giúp các bậc phụ huynh chơi cùng con một số trò chơi vận động tại nhà. Những trò chơi này các con có thể chơi cùng bố mẹ và anh chị em. Bố mẹ hãy dành một chút thời gian để chơi cùng con, giúp con tránh xa các thiết bị điện tử, đồng thời cùng gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình. Chúc các bậc phụ huynh và các con luôn khỏe mạnh, an toàn trong kỳ nghỉ dịch. Xin chào và hẹn gặp lại!